tôi với bà tiếp nè, rồi ai lại đi vô là tôi với bà đưa đồ nè. Rồi bây giờ mình dạ trước đây bà hai này đi. Bà hai trước đây. Đưa bà hai trước đi. Cảm ơn nhìn con. Dạ 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 dạ. Để con xíu bà, để con chút. Để con chút. Thì bà con chào bà con ha. Con là YouTube Tuấn Hậu Giang. Cũng có duyên giống như là gặp thằng Mập nè, thằng Mập là em Hậu á. Ghé đây gặp nó rồi biết bà con trong xóm mình cũng khó khăn ha, cho nên gửi những phần con cũng được sự hỗ trợ của chị Phương. Cũng như là chị nhỏ ơi á, ta có gửi về để mua gạo cũng như là nhu yếu phẩm ở đây cho bà con. Thì gạo là 300 kg gạo là 200 đô này của chị Phương. Còn cái phần mì với nhu yếu phẩm này là của chị nhỏ ơi. Ha, bây giờ thì con sẽ gửi gạo với mì với đường nước mắm nước tương này cho bà con ha, mỗi người một phần. Là 10 kg gạo, một thùng mì với một cái túi này đây. Nè. Túi này gồm chai nước mắm, chai nước tương với 1 kg đường. Dạ. Rồi bây giờ thì bắt đầu gửi cho bà con. Dạ, cảm ơn con nha. Dạ dạ dạ. Bà gì? Bà đợi ra. Quỳ đứng đó luôn đi, quỳ chờ chị. Chắc bê ấy không nổi quá. Dạ sao không nổi hả bà? Bà bỏ đi bả đi chị nã rồi đứng lên rồi. Dạ chúc bà có sức khỏe nha. Cảm ơn con. Dạ 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 dạ. Rồi đi ra gì à? Dạ. Cảm ơn. Dạ 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 chúc cô sức khỏe. Không sao đâu, không sao đâu. À. Dạ. Chị đứng bên đó luôn á chị. Dạ dạ. Rồi 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 được rồi được rồi cô. Được rồi cô, được rồi cô. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ 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 dạ. 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 Rồi để đây mai bưng cho nổi mày ơi. Bưng không nổi. Bưng nổi không cô? Nổi không? Nổi gán hả? Để xuống đó đi, để nó đi. Cái bà già ba nè. Cái đứt đuôi dưới thì. Ừ. Nè. Rồi đi. Rồi. Rồi. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. 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 Sức khỏe nha. Nặng ha, nói này nặng. Dạ. Dạ dạ. Bà bảy ra nè, bà bảy ra đây nè. Bưng nổi không bà? Đây, xích đây. Nổi nhà bà sát bên. Cho đỡ nhau. Ừ, bưng tiếp em trai, bưng tiếp đi. Bây giờ rồi. Nè bà cho bằng đây đi. Để bên nhà nhà thơm đi. Rồi chị Hằng vô. Đây tôi cho tôi về cho. Nè. Gửi đây đi chứ bởi không phải tôi tay. Rồi. Rồi. Cảm ơn. Dạ cô. Dễ bấm lại rồi bố. Là vô ra uống coi. Tấn Hậu Giang. Ai còn hỏi là dạ dạ chúc cô có sức khỏe. Rồi bà đắng lên luôn nè. Rồi bà tao đâu? Tại đâu mua đây nè. Chị Lũng nè hả? Hai anh với chú này tay biến bưng không được hả con? Đây tôi bưng giùm. Dạ, dạ. Đây. Đây tôi bưng giùm cho. Dạ. Bỏ lên. Có người quen trở về. Dạ. Rồi. Rồi cái này cũng có ông thay thay cho em bà Tám ơi. Tay biến bưng không có nổi thôi chú. Anh giùm bưng giùm tay biến bưng giùm. Cô bị tai biến nữa hả? Rồi được. Bưng giùm đi em trai. Ừ. Cái anh này có không? Đây nè, hai đứa nè. Đứa này dạ. Đúng không? Rồi. Gọi tới tôi đi. Ừ, tới chị thôi, hồi quên đó. Thôi hồi quên đó. Tôi cũng phải làm nữa đấy. Rồi bắt rồi gửi nha. Rồi tôi làm đã tôi mới rồi. Rồi. Chị lấy để bên đó giùm phải không? Dạ giấy bên đó. Mình đã tao có bạn hết rồi, có gì đâu. Đó, cái này đủ rồi. Có hết trơn á, không có ai không có. Bên đây hai anh bị tai biến này nè, không có một hồi nữa rồi sao ai bưng gạo gì cho anh? Để đây nữa vợ đi mặn về. Lấy. Vợ đi mặn về lấy hả?
Còn còn chú này cũng gì ta biến nữa không rồi nữa chút nữa có người lại lấy. Có người lấy hả? Rồi. Rồi với anh về đi rồi đây cái bà Út này bà giữ giùm cho. Bà giữ giùm cho nào có người anh kêu ra đây lấy. Ngồi chơi nhá. Vì đây nữa rồi chiều hay ai đó người nhà nó lấy anh bưng đâu được đâu phải không? Dạ. Dạ. Rồi 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 chúc hai anh sức khỏe nha, có sức khỏe. Rồi rồi rồi. Còn cái ta biến kia nữa. Ủa thằng mập có không mập? Chưa em chưa có à. Vậy hả cho mập một phần hả con? Đây nè để đây. Đây à. Dứt các con nhỏ bằng thân phố không? Dứt các con nhỏ bằng thân phố không đi? Mập để bển đi. Vậy là cái hồi nãy 29 phần. Lấy giùm bà ba nãy gì á. Cho cái nhóm bán thân phố luôn. Bà được cái nhóm bán thân phố rồi. Bà ba phải không? Nè bà ba về trước nãy đó phải không? Bà ba nè. Cái bà đó. Cái cô bị mình bệnh tim đi về hả con? Dạ. Lấy cái giấy mà chị đưa cái phần có cái con nhỏ mà nó được kêu như thế rồi. Gì đó thằng thì chưa con nhỏ em bán giấy số con nhỏ em tội nghiệp lắm nó thì ở đây gọi cho em mập đó em mập Hào một phần con em bé bán giấy số thì chuyện nữa em gặp em gửi đó ha đó vì còn rồi còn một phần gì gửi cho anh rồi, anh lụm cho chai hả con sáng không phải cái bao điện cử rồi mẹ chết trơn của mình ơi mẹ chết trơn có anh mà bị rồi nằm dưới nằm chỗ hay là bà Mai lên đó nãy cái chị nãy dạ. Biến là chị dâu ổng đó ổng sống ông bệnh gì lụm đi bụi đội gì đó giờ có mình anh. Rồi đây còn hai phần, một phần của thằng mập, một phần của con bán giấy số. Giấy số như của thằng mập đó. Dạ. Thì cái này nữa em gặp rồi nãy em nói nó rồi. Gặp nó thì kêu nó lên vô nhà em gửi ha. Đây là chuẩn bị bà con đi rồi. Về còn đợi về trở về hả con? Sắp không nổi. Vậy hả con? Nhức quá nhức chung rồi. Dạ. Tôi bán bánh. Bán ngày cũng 20-30 ngàn gì đó, 30 ngàn đó. Ông xã bị bệnh. Bán bánh là mình làm nhà hay là mua cô? Mặn nhà mà mặn cũng như có vài chục cái rồi bán bậy bạ vậy đó chú. Ít đấy. Dạ. Ông xã bị tim, nhồi máu cơ tim với thiên tim. Còn cháu nội thì nó đi mần mướn cho người ta rồi nó té bị nứt sọ. Nó cũng mới gáp sọ được giáp năm. Rồi bây giờ nó tưởng nó mần cái gì cũng không được hết trơn. Ở đây cũng bà con ở lớp ở sớm với cái bà Út đó là bà con ruột á. Dạ. Ba của cái thằng mập đó là tôi kêu bằng chú mà chú cha đó, chú lớn. Cũng bà con mà hơi. Dạ, bà con nha. Rằng cũng như ông cố nói với ông cố tôi là anh em vậy đó. Dạ. Bà con ruột á. Thôi chúc cô có sức khỏe nha. Dạ cảm ơn chú nha. Dạ. Cũng nhờ nó ở đây đi lãnh tiền hàng tháng được 540 vậy đó. Bên cô lãnh tiền cho cháu nội bị cái hộp mất nửa hộp sọ đó ha. Dạ. Tiền trợ cấp 540. Nó cũng lãnh tiền của nó vậy. Dạ. Thôi chúc cô có sức khỏe ha. Dạ cảm ơn. Dạ. Cái ông mà nằm chỗ bà mới thợ là em ghế. Dạ. Cái nhà bà đi không nổi rồi đó ông đó. Còn bà Sơn nãy bà ngồi bà mệt quá bà đi lại đằng kia bà nằm luôn. Đây là những cái phần mà mấy giống như hai anh nãy ta biến không có nhờ, bưng về được. Đợi đây chút xíu nữa người nhà đến lấy sau. Bưng về cũng được đó. Dạ. Đâu có nó giống lắm, ta biến không á. Cái thằng ngồi ở đây nè, tính biết không? Nó không có chỗ đi đâu nó đi nhiều bể đó.
xí chặt hay rồi. Bây giờ miếng đi cái sợ nó bể ra rồi chết liền. Mà anh em nói chung danh á là các ông phó là ông cũng chết giờ nào chết mà nhưng mà mình đừng có nói người ta vậy, người ta sợ mất công người ta về. Không biết, không biết, biết nhưng mà đừng có nói người ta như vậy. Rồi em đem vô đi ha Hào. Để đây chút anh đem vô. Vậy hả? Nó mà giờ nó ngồi vậy cả vấn đề đó. Đứng gì khó nữa hả? Đâu có bình thường nhưng có gì đâu, anh đứng bình thường. Vậy đứng coi coi. Trời ơi trời gì sợ. Trời ơi. Nè có gì sợ. Gì thì nó đau chút gì nên ngồi. Nó lâu vậy. Đau lâu chưa hay mới đây? Đau cỡ cũng cỡ một tháng hai à. Tay đó. Một té một cái là nó bị tì á. Té trời mưa té hả? Đi đường chơi. Chật té, em chật té chật ngoái. Và nó lối bên hông này hả? Ừ, lối này nè, khòm xuống lối. Sao không đi khám bệnh đi? Thì em đi cho một bệnh viện khu huyện Châu Phú đó. Rồi khám ra bệnh không? Ra không? Thì nó nói em bị gì, bị dập cơ hay là? Dập cơ, dập thịt. Với nó bị gì? Không, mày có đi gì, chứ sống có gai nữa. Đi ra cuộc sống. Vậy hả? Rồi phát cũng xong 30 phần đây rồi, có lời nào gửi đến mấy chị không? Thôi bây giờ cho em nói là cảm ơn tới tất cả các chị nào mà cho tiền đó, bây giờ cho em xin nói là cảm ơn ơi. Vậy hả? Rồi. Mừng ha, chị cũng rồi, vui cho okay. Bà con. Thứ nhất là chỗ nhà của em Hào nó xong rồi, bà con ở xóm đây thì giống như cũng gửi cho bà con những phần quà này, cũng rất là mừng bà con ở đây cũng khó khăn cô chú à. Còn những cái phần này thì chừng nó sẽ có người đến giống như mấy anh tai biến đó, không có lấy được. Nếu người nhà đến chở. Còn cái phần này cô em bán với số ha, dạ, dạ, gửi nha. Bán số để với số. Thì nào gặp nó kêu lên lấy. Thì tổng cộng hôm nay là 30 phần quà, trong đó là 300 kg gạo là của chị Phương đã gửi tiền về mua 300 kg gạo. Ngoài ra là cái phần mì nè, với đường, nước mắm, nước tương là có sự hỗ trợ của chị nhỏ ơi. Thì cũng 30 phần ở đây. Lúc đầu Tuấn dự định ở đây phát là 30 là 20 phần cho bà con ở đây, nhưng mà lên đây thì bà con đông cho nên 30 phần Tuấn phát hết ở chỗ này luôn cô chú ạ. Một lần nữa Tuấn Hậu Giang cũng thay mặt cho bà con cảm ơn chị Phương ha, chị nhỏ rất là nhiều. Thôi đến đây thì Tuấn xin tạm ngưng video ha, hẹn lại cô chú mình trong video tiếp theo ạ.